Hello, được coi Nhật Bản giống cơm cho tất cả anh em thử nha. Em tiếp tục lại nha, dây và mấy câu được cho anh em nha, mấy câu cần câu nha. Rồi, hôm nay em xin phép lên ra dây này. Đây, em có liệu mà đây, loại này là 0.35 này, loại này là cuộn liền nha. 0.35 này là tương đương với cước số 5 này. Cước số 5 này, cước số 5 này thì tương đương với cước số 5 nha. Dòng này thì cực kỳ cao luôn. Cước số 5 sức tải con này là 20 kg, sức tải con này là 20 kg nha. 0.35 độ dài 100 m dòng neo biển này, siêu tải trọng luôn, kéo là anh em dây cực kỳ đã luôn nha. Đây rồi, một cuộn này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cuộn này, một lốc này là 10 cuộn này. 10 cuộn này em bán là một bán 4 cuộn tặng một cuộn nha. 1 2 3 4 4 cuộn là 400 m, tặng một cuộn là 500 m nha, cuộn liền với nhau. Rồi, size số 5 sức tải tối là 20 kg, một cuộn này giá là 200k nha. 200k là 1 2 3 4 này, 4 cuộn nha, 4 cuộn tặng một cuộn nha. Bán lẻ em không bán lẻ nha, bán lẻ một cuộn này là em sẽ bán lẻ 200.000 đến 150.000 một ngàn một cuộn nha. Đấy. Còn em ba em đang sale là này, em đang 1 2 3 4 4 cuộn tặng một cuộn 200k. Rồi, mã số 1. Đây. Tiếp tục mã số 2 là dòng Deco. Deco thì anh em biết rồi. Dòng Deco thì một trong những dòng thì rất là trâu bò luôn, cũng dây số 5 luôn. Sức tải là 10 kg nha. Độ dài là 100 m đây. Dây còn bên trong là màu xanh cực kỳ đẹp nha, còn cực kỳ chắc luôn. Rồi dòng này là dòng Super Deco Isroy. Đấy, cuộn này là có bị sa xước nha. Đấy, còn bên trong là dây còn cực kỳ đẹp nè. Rồi, 1 2 3 4, 4 cuộn là dây liền với nhau nha. Dây liền thế này là một cuộn là 500 m. Em tặng bán anh em 4 cuộn, 4 cuộn là cuộn này em bán lẻ là 150.000 một cuộn nha. Đấy. Rồi em bán là em đang sale là 1 2 3 4 4 cuộn tặng một cuộn giá 200k luôn. Đấy. Size số 5 100 m liền với nhau là 500 m, anh em về liền máy rất là sướng nha, 200k. Mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là em có một cuộn đây. Một cuộn này này, dòng này là phiên bản giới hạn luôn nha. Nó có hai dòng, 201 số 5 nha. Dòng này thì dòng cao cấp hơn này. Dòng này thì dòng bình thường này. Đấy. Dòng này thì nó thiên về anh em câu classic. Cào này đây, hai dòng này tương tự như nhau nhưng mà dòng này thì nó cao cấp hơn. Đây, dây nó lại nó nhỏ hơn dây này nha. Dây này nó số 5 mà nó bự như dây kể dây số 7 vậy á. Đấy. Rồi, một cuộn này là mã số 3. Dòng này là độ dài tới 500 m nha, 500 m. Đây, 5.000 yên. Rồi, cuộn này để cho anh em giá cuộn này là 500 m, để anh em giá cuộn này là 300k nha. 300k cuộn này. Rồi. Bên em thì lúc nào cũng tặng hết, để tặng cho anh em thêm một cuộn nữa, 300k cuộn này nha. Tặng cho anh em một cuộn đây. Dây này thì cỡ còn 100 m nha, dây cũng cỡ dây số dây này cỡ dây cũng dây sẽ dây số 5 luôn á. Đấy, hai cuộn nha. Hai cuộn này để cho anh em giá là 300k nha. Đấy, dòng là dòng classic nha. Hàng nội địa Nhật cực kỳ đẹp luôn. Rồi, mã số 3, 300k hai cuộn. Là 600 m. Mua một cuộn tặng một cuộn nha. Rồi. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là dòng đây, 3.5 này. Và đây anh em nào về Lure thì bức dòng này này. Lure nha, PEX, PE này. PE là dòng này là kết hợp giữa PE và cước nha. Này nó ra cái dòng thế này đây. PE và cước cực kỳ, bao bọc bên ngoài thì có bị rách nhưng mà bên trong rất là ngon luôn. Rồi. Dòng này là 18 LB này. 18 LB. 2, size là 2.5 tương đương 0.25. Một cuộn là để cho anh em giá là 1 2 3 4. 4 cuộn là 200k tặng một cuộn là 500 m dây liền nha. Rồi, loại này thì em bán lẻ là 150 đến 200k một cuộn. Đấy. Còn trong là em không bán lẻ, em chỉ bán theo cái này thôi nha. 200k 5 cuộn dây liền. Mua 4 cuộn tặng một cuộn. Rồi mã số này là mã số 4. Mã số 4. Dây là 0.25. Tiếp tục mã số 5. Rồi. Tiếp tục là bản classic này, loại này là dây số 7 này, dây số 7 này. Dây số 7 này là đây. Dây số 7 này rất là to nha, to như cỡ dây số 9 mình á. Đây, to cỡ dây số 9 mình này, số 7 này đâu rồi? Số 7 là sức tải là 13 kg nha. Sức tải cuộn này là 13 kg này. Số 7 là 13 kg. 30 là B. Đấy, cuộn này 13 kg này, dòng classic này chuẩn sức tải luôn nha, 13 kg rồi, cuộn này là 500 m. Độ dài là tương đương với là số 7 là số máy không chấm máy, nó đéo ghi trong máy luôn. Rồi, số 7 500 m, cuộn này tặng cho anh em thêm một cuộn
gì ta. Đây cũng 0.60 nè, cũng là 0.60 100 mét này. Dòng này dòng neo biển nha, cực kỳ trâu bò luôn. Không nhìn sao nó cùi cùi không tặng nữa, tặng cái ngon ngon. Đây tặng cho anh em một cuộn 250 mét nha, sức tải là 10 kg nè. Đây dây nè, phải dây thì cực kỳ đẹp nha, dây số 5, dây số 5 đấy, dây cực kỳ xanh đẹp nè. Dòng này là Super ISO 250 mét rồi, với tặng một cuộn này rồi. Bộ này giá là 350k nha, bộ này 350k. Cuộn này là dòng Classic, dòng này thì rất là ngon luôn nha, sức tải 13 kg, và cuộn này là 250 mét, là tổng là 750 mét hai cuộn này nha. Rồi mua cuộn này tặng cuộn này, giá là 350 đấy. Mã số 5, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là một dòng đây Team Daiwa này, dòng Team Daiwa này sức tải là 4 kg nha, độ dài tới 800 mét. Đấy loại này mình về lure thì quá ok luôn này, lure nha. Đấy Team Daiwa sức tải đây, độ dài là 0.20 nè. Đấy sức tải là 4 kg, 800 mét. Rồi cuộn này, này là giá là 300k, tặng thêm một cuộn cuộn gì đây. Đây cuộn gì lên đây. Rồi cuộn này là 500 mét nè, số này là số cuộn này là cỡ số số 10 nha, cuộn này là cũ số 10 500 mét luôn. Rồi cuộn này giá 300, tặng cuộn này nha, tặng cuộn này anh em về luồng này làm thẻo, luồng này làm trục này, cũng 500 mét hết đấy, Japan hết nha, tournament. Rồi 300. Mã số 4, à mã số 5, à mã số 6 chứ, mã số 6 cặp này nha, dây là 0.20 và dây là số 10, hai cuộn ngoan mấy, 300k. Mã số 6, tiếp tục mã số 7. Mã số 7 thì em có dòng đây, mã số 7 là em có một con máy câu này. Đấy đấy, mã số 7 là một con máy câu này, dòng này là dòng Anod này 2000 nha. Dòng này thì đây chuyên về cho anh em lure, máy thì cực kỳ đẹp luôn, Shimano Malaysia xuất Nhật. Đây máy cực cực kỳ đẹp, giá con này là 800k nha, 800k. Con này là size thương máy 2000, size thực là 3000 này. Máy hoạt động mượt mà này, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi anh em nào lấy ghi chữ lấy giúp em nha. À rồi anh em quay mắt, cứ live stream mà quay mắt. Rồi cuộn này dây này là số 2 150 mét, số 3 100 mét nha, số 4 70 mét này, size tương đương 3000. Máy thì còn đẹp long lanh. Rồi giá này là 800k. Mã số 7, mua bị sóng đôi tay trí phải, hầu như chưa sơ xước luôn. Rồi 800k. Tiếp tục mã số 8. Rồi mã số 8 là em có cái dòng đây. Dòng này rất là ngon. Em thấy dòng này rất là ngon. Rồi mua cũng tặng cũng luôn. Loại này là số 25 này 500 mét, nhưng mà cùng dây này là cỡ dây số 3 này. Còn dây này là cỡ dây số 7 này. Cuộn này là dây số 7 nha. Rồi, hai cuộn là 1000 mét nha. Cuộn này là 500 mét, cuộn này là 200 mét nè, là 700 mét. Đấy, mua đây, bán cuộn này tặng cuộn này nha. Cuộn này cuộn số 3, cuộn này là cuộn cỡ số 7 số 8 gì đó. Chung là đây, dây này dây 7 màu này. Cuộn 200 mét tặng cuộn 500 mét nha. Rồi, cái lốc này cũng giá là 200k này. 200k cuộn này nha. 200k. Thôi, tặng thông luôn cuộn này nữa nè. Cuộn này là 100 mét, 0.60 nha, anh em về làm trục làm thẻo gì cũng được. Rồi ba cuộn 300k nha, ba cuộn 300k. Đấy dây này dây số 8 số 10 gì đó, còn dây này dây số 3, còn dây này là dây dây số 0.60, là cũng dây số số 15 đâu, dây số 10 luôn chứ, đúng rồi, dây số 10 luôn. Rồi hai cuộn số 10, một cuộn số 3, 300k. Mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là lốc gì đây? Mã số 9 là một lốc dòng này là PE 2.5, cũng là PE 2.5 này. Loại này là PE vừa cái E và cước nha. Loại này là loại X8, VE và cước cực kỳ siêu chắc luôn, dòng Super luôn. Đấy. Đấy. DMS nha, dùng công nghệ đề cao nha, đề cao này. 0.25. Rồi. Cuộn 1 2 3 4, 4 cuộn là 200k tặng một cuộn nha. Đấy, loại này bán lẻ thì 150 nha, một cuộn. Còn bắn là 1 2 3 4, trong live video này là em sẽ bán 4 cuộn tặng một cuộn là 500 mét dây liền nha. Rồi
200k. Mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một con rùa này. Loại nào anh em nào đây. Đây con rùa này, con rùa này là 0.40 300m nha, hai con này. Cái này là hai cuộn 0.40 luôn, hai cuộn 0.40 nha. Độ dài là 300m. À cuộn này là 150m, cuộn này là 300m nè, đấy hai cuộn này, đấy. 0.40 nha, 150 và 300m. Mấy loại này thích hợp cho anh em câu cá sông cá lớn nha. Rồi, hai cuộn này giá là 200k, hai cuộn này giá 200k nha. Hai cuộn là 150 và 300m là 450m ạ. Hai cuộn 0.40, 0.40 là tương đương với cước số 6 nha. 0.40 là tương đương với cước số 6, hai cuộn cước số 6. Rồi mã số 11. 200k. Tiếp tục mã số 12. 12 là có cái dây đây dành cho anh em câu cá nhỏ này. 12 là 0.20 nè. Đây, hai cuộn nha, cuộn này là 0.20 nè. Là độ dài là 200m nè, cuộn này là số 2 là số 2 nha. Số này số 2 là tương đương với 0.23. Cuộn này là tương đương với 0.23 anh em coi dây nè. Dây này chỉ thích hợp số 2 mà số 2 câu biển anh em nha. Số 2 này, số 2 câu biển, số 2 này nếu mà so với mình là cỡ cước số 8 á. Số 2 này so với là cước số 8 nha, độ dài là 500m nè, cho cước số 8 và 0.20 nè. Dây này là dây nhỏ làm thẻo nha, dây này làm trục. Rồi, hai cuộn này. Hai cuộn này với lại cuộn gì đây? Dây này dây cũng dây số dây này cũng dây số 2 này, cuộn này cũng khoảng 200m nha. Đấy. Ngoài hình ngồi cũ nhưng bên trong còn mới, ba cuộn này giá 200k này, mã số 13 đi. Mã 10 thông 13, mã 14 đi. Mã 14 nha, cuộn này là cuộn anh em nhớ nha. Cuộn này là cỡ số 8 đến số 10 nè. Cuộn này là 0.20 là 0.20 là cước 1.5 nè. Còn cước này là cỡ dây số là 0.23 này là cước số 2 nè. Đấy, ba cuộn nha. Ba cuộn 200k, mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Đây, 15 là cái loại này. Loại này. Đây. Rồi, 15 là dây này là dây 7 màu nè. 15 là dây 7 màu này, dây này là cỡ tương đương với dây số mấy đây? Rồi, tương đương với dây số 6 là 0.40 nè. Dây này là tương đương với số 6 là 0.40 nè. Còn dây này là tương đương với dây số 2.5. 2.5 là 0.25. Đấy. Hai cuộn nha, hai cuộn này là một cuộn 300, một cuộn 500 là 800m. Rồi, hai cuộn này giá cũng 200k luôn. Hai cuộn 200k nha. Mã số 15. 15. Hai cuộn 200k. Rồi, 16. 16 là em có một con máy Hàn Quốc nè, con máy Hàn Quốc xuất Nhật nè. Xay con này là xay theo máy 1.000, xay thịt con này khoảng 2.000 nha. Rồi giá con này là 150k. Đấy, hàng Korea xuất Nhật. Mã số 16 nha. 150k. Đấy. Hàn Quốc xuất Nhật, mua bi sống đôi tay trái phải, cước số 4 vào đây. Cước số nói chung là con này sẽ thật khoảng 2.000, hàng Korea xuất Nhật nha. Mobi sống đôi tay trái phải phun carbon, tay quay bằng cơ cực kỳ khó gãy, 150k. Mã 15. Tiếp tục mã số 16. 16 là một con máy chuyên về cho anh em lưu rê. Đấy, con này thì giá là 600k nha, dòng là size 2.000, sẽ thật con này là 3.000 này, máy rất là đẹp. Này, Anode nha, 2.000. Hàng Shimano, hàng Nhật được sản xuất ở Malaysia, ngoại hình có sản xuất chỗ này này. Đấy, sản xuất. Rồi giá con này là 600k nha. Cấu kim loại, tay quay kim loại. Đây, máy hoạt động mượt mà, Mobi sống đôi tay trái phải. Đề cao ABS nha. Rồi mã số 16. Mã số 16 con này giá là đâu, mã số 17 chứ. Mã số 17 con này giá là 600k nha. Mua bị sống đôi tay trái phải. Tiếp tục mã số 18. Rồi 18 tiếp tục là em có một con cho anh em câu biển. Đây, 10 là có một con mà nè. Đây qua Minomax 9.000 nha. Dòng này thì cực kỳ trâu bò, Japan. Đây ngoại hình này có bị đây, có bị sức mẻ một chút chỗ này nha. Rồi con này em đang để giá là 1.500.000 nha mọi người nha. Đấy, hàng nội địa Nhật, con này có chế độ tắt tiếng, bật qua bật lại là không đây, quay cực kỳ em mượt luôn nè. Mô bi sống đôi tay trái phải nha. Con này cốt trợ lực lồ đầy đủ, anh em về chỉ việc câu săn hàng thôi. Rồi size con này tương đương 18.000. Đấy. Size 18.000 nha. Đấy. Rồi, con này mã số 18, 18 giá là 1.500.000. Rồi, tiếp tục mã 19. 19 là một dòng đây.
cước Shimano này, một dòng Shimano Pitbull này. Dòng này là cước màu trắng nha, đây cước màu trắng thế này đây đấy, dòng cước Shimano Pitbull này. Dòng này thì bên trong cũng rất đẹp nha, 5.0 sức tải là 14 kg 100m nè. Cụm này là cụm Daiko nha, Daiko là 0.50 là cước số 10 nè, 0.50 là cả cước số 10 nha. Rồi 150m nè đấy, rồi tao 0.50 là tương đương với cước số 8, con này là tương đương cước số 8 này, cụm này là cước số 5 này, hai cụm nha. Cụm này là 150m, cụm này là đây, cụm này là 100m, hai cụm nha, hai cụm và thêm cụm nữa đi. Cụm đây, cụm cước Mỹ nữa nè. Loại này là 0.70, độ dài là 100m nha. Rồi, ba cụm này giá là ba cụm này. Rồi để anh em giá là 250k nha. 250k. Pitbull 5.0 cước màu trắng thế này, lòng này thì lưu rê thì ngon, con ngâm lên xe cũng ngon nha. Loại này là 0.50 là cước số 8. Loại này là 0.30, 0.30 là tương đương với cước số 4. Đây. Dây này không biết còn đủ 100m không? Cho là 90m đi. Rồi, ba cụm. Ba cụm này giá 250 nha. Mã số 20 đi. Rồi em lên 20 mã nha anh em cần gì. Rồi. Cước thì em còn nhiều, anh em có gì em sẽ lên video sau nha mọi người.